Thông tin mới nhất về cơn bão số 9, hồi 16 giờ vị trí tâm bão cách đảo Phú Quý khoảng 300 km, cách Nha Trang khoảng 290 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km. Đến 16 giờ ngày 24 tháng 11, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bà Rịa Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km, đi vào đất liền các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ với cường độ mạnh cấp 7, cấp 8, sau đó sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.